Vâng, em xin kính chào tất cả các bác đến với kênh bán hàng của bên em nhá. Và trong video ngày hôm nay thì là em xin giới thiệu với tất cả mọi người một dòng siêu phẩm các bác nhá. Siêu phẩm một dòng vang số đời rất rất cao các bác luôn. Thì nhưng mà số lượng nó không có nhiều các bác nhá, không có nhiều. Cũng chỉ về được một ít thôi. Vâng ạ, con vang này nó tên là Rap D7. Nó chính là vang DEK2000 các bác nhá. DEK2000. Đấy, con này nó chỉ khác mỗi cái tên thôi. Đấy, còn toàn bộ mặt máy và thứ giống nhau 100% hết các bác nhá. Thì là con vang này là một con vang đời rất rất cao và được anh em đánh giá rất là cao luôn về con này. Con này nếu để mà nói thực sự ra nó còn hay nick 12 rất là nhiều các bác nhá. Về cái hiệu ứng chỉnh của nó rất là hay, rất là mềm. Đấy, và linh kiện nó rất là xịn sò các bác nhá. Thì đây ạ. Tổng quan đây các bác nhìn trước mặt sau đi ạ. Và trong video này ngày hôm nay bác nào có nhu cầu mua hàng, các bác gọi điện thoại trực tiếp giúp em bên cơ sở 2 các bác nhá. Gọi điện thoại trực tiếp giúp em bên cơ sở 2 này. Các bác đi qua kênh thì nhớ cho em xin một like và đăng ký kênh giúp em các bác nhá. Đấy. Vâng ạ. Con này nó gồm những tính năng như sau. Đấy, gồm những tính năng như sau. Bây giờ em sẽ lược cho các bác một số cái tính năng của nó luôn. Thứ nhất, con này nó chạy chip một con. Đây em bóc ra cho các bác xem luôn nha. Đây. Vâng ạ. Con chip này là con chip Analog Device 21489 các bác nhá. Các bác nhìn chưa? 21489 em lau cho nó sạch sẽ đi cho nhìn cho dễ. 21489 ok chưa các bác? Chip của Mỹ này. Tất cả các linh kiện của nó giải mã toàn là AKM các bác nhá. Đấy, đây. Các bác nhìn vào đây. Các bác nhìn này, AKM này. Này, toàn bộ AKM hết này các bác nhìn chưa? Linh kiện đẳng của đẳng cấp luôn. Đấy, toàn bộ là AKM. Rất nổi tiếng các bác nhá. Rất nổi tiếng. Đấy. Con này đến chạy siêu mát cho anh em luôn, chạy không hề nóng một tí nào luôn các bác nhá. Đấy. Và con này nó có cổng quang đầy đủ này. Cổng quang đầy đủ nha các bác nhá. Có cổng quang đầy đủ này. Đấy. Hai cổng chính này, một cổng center, một cổng sub và hai cổng surround. Gồm hai mic trước và hai mic sau. Con này là bác nào thích cắm mic không dây đằng sau rất ok này. Đấy, cắm mic trước cũng ok này. Đó. Và alo thử cho các bác nhá. Link 6 126 di vật của nó đầy đỉnh của đỉnh luôn, coi nhá, chạy chip 21489 là chip rất là cao rồi. Bác nào mà cần coi nhìn này, các bác thích sang Eco các bác nhá, Eco có thể cho chương trình sang hay là sang Eco, đấy coi nhá, DA cũng tích các bác nhá, đấy. Cô đẹp, lên 1267, lên 26, 123. 4567 lên 26789 1026. Tiếng của nó rất là sạch, rất là hay luôn các bác nhá. Đấy, và được anh em đánh giá rất là cao cái dòng này. Con này mới thì nó đâu đó em check cái trên thông tin trên hãng ấy, nó phải đến tầm hơn chục triệu con này các bác nhá. Hơn chục triệu con này các bác có thể check ở trên mạng có luôn ạ. Đánh ở vang DE Acoustic K2000 là có luôn các bác nhá. Các bác nhìn vào cái linh kiện của nó thì nó đẳng của đẳng cấp luôn. Rất nhiều bác cứ đi so linh kiện nhiều linh ít, nhưng quan trọng là gì ạ? Cái linh kiện nó có chất lượng hay không mới là quan trọng các bác nhá. Đấy. Đấy, cái linh kiện ở cái dòng này nó giải mã toàn là AKM đẳng cấp luôn. Đấy. Các cái con giải mã này toàn đi là dòng đẳng cấp luôn các bác nhá. Đấy, dòng đẳng cấp luôn. Toàn đi là con khuếch đại đẳng cấp luôn. Đấy các bác nhá. Rất là chất. Đấy, rất đẳng cấp luôn. Vang nhại hay. Đấy, các cái uống chỉnh của nó thì ở đây mang cái lỗ phần mềm các nhá. Đây các bạn nhìn này. Rất là đẹp các nhá. Và còn bóng lưu luôn. Đấy, cái lô này về còn bóng lưu các bạn nhìn chưa? Nó còn đằng sau nó còn nguyên dán tem CG cơ mà. Còn đầy đủ luôn mà. Đấy các bạn nhá. Đó. Và các cái uống chỉnh cũng rất đơn giản các nhá. Nó cũng chỉnh như kiểu XX thôi. Dòng vắng X thôi. Nhưng mà con này nó rất nhiều các cái thuật toán trong này các nhá. Này các bạn nhìn này. Đọc cái nào. Phần nhạc của nó là 15 cần này. Con này chạy hai mic riêng biệt các bác nhá. Chạy hai mic riêng biệt, mic A, mic B này, mic 1, mic 2 này. Đấy các bác nhá. Mic 1, mic 2 này. Đó, có DLQ này, DLQ này. Effect chạy hai delay này và gì vật này. Các nhìn chưa? Main này. Đấy, main 10 cần. Mic của nó đấy những 20 cần các bác nhá. Mic này 20 cần các bác nhìn này. 20 cần này các bác nhìn chưa? Đấy, mic 20 cần. Đấy. Center của nó 10 cần. Sub 10 cần. Trời ơi. Rear. Đấy. Và rear 10 cần và surround cũng 10 cần luôn. Các bạn nhìn chưa? Đấy, hệ thống system của nó rất là hay này. Chất lượng luôn. Đấy, các bạn nhìn chưa? Cực chất các bác nhá. Đó.
có thể chọn cấu hình đơn giản và chế hình cấu hình đặc biệt được luôn các nhá. Đấy. Mà một cây vang như này bên em đang bán cho anh em giá chỉ có 3,6 triệu một cây các bác nhá. 3,6 triệu một cây. Giá thị trường rất nhiều các bác nhá. Đấy, giá thị trường rất nhiều. 3,6 triệu một cây, bao ship cho anh em. Con này nó có cổng quang các bác nhá. Không có remote, gọi là không có điều khiển đấy ạ. Không có điều khiển các bác nhá. Em không mua được điều khiển nên là không có điều khiển các bác nhá. Không có điều khiển này. Đấy. Không có Bluetooth các bác nhá, chỉ có cổng quang thôi. Đấy, giá này rẻ thị trường khoảng đến 400-500 nghìn đấy các bác nhá. Tầm rẻ hơn rất nhiều đấy so với giá thị trường đang bán đấy. Đấy, 3,6 triệu một cây, bao ship cho anh em và bao test cho anh em một tháng, lỗ đổi con mới đấy các bác nhá. Đó, cực chất luôn. Grab D7 nó chính là con DEK2000 luôn các bác nhá. Đấy, bán 3,6 triệu một cây, bao ship cho anh em. Anh em nào có nhu cầu mua hàng các bác gọi điện thoại trực tiếp giúp em các bác nhá. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.